Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tòa Thánh tái lên án nạn hãm hiếp trong chiến tranh. Lễ phong chân phước cho bốn vị tử đạo tại Argentina. Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục của Đức Cha Tô Ma Nguyễn Văn Trâm. Bye. tin New York, Hoa Kỳ, tòa thánh tái lên án nạn hãm hiếp trong chiến tranh. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Benedicto Alza tái quyết liệt lên án nạn hãm hiếp trong chiến tranh, đồng thời bên vực quyền sống của những thai nhi, kết quả của những vụ hãm hiếp như thế. Đức Tổng giám mục Alza bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại khóa họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài phụ nữ, hòa bình và an ninh, nạn hãm hiếp trong chiến cuộc. Vị đại diện tòa thánh tái lên án những hành vi tàn bạo, không thể chấp nhận được do các băng đảng võ trang, những tên khủng bố và cả những người thuộc các quân đội chính quy, và trong một số trường hợp, có cả những binh sĩ được Liên Hiệp Quốc phái tới để phục vụ chính nghĩa cao thượng hòa bình và an ninh. Đức Tổng Giám mục Auza nhấn mạnh rằng, cần phải chấm dứt sự im lặng và tình trạng những kẻ phạm các tội ác này mà không bị luật pháp trừng phạt, và thay vào đó là tinh thần trách nhiệm, công lý và đền bù. Cùng ngày 23 tháng 4, trong khóa họp, với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng của Nga và Trung Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết số 1325 nhằm chống lại nạn hãm hiếp như một võ khí chiến tranh, một tai ương vẫn thường lan tràn trong các cuộc xung đột võ trang và nạn nhân đầu tiên là phụ nữ và trẻ em. Về vấn đề các thai nhi, kết quả của hãm hiếp trong chiến tranh, trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Alza khẳng định rằng các nhân quyền của các thai nhi ấy phải được tôn trọng và bảo đảm như bất kỳ thai nhi nào khác. Đức Tổng giám mục Aza kết luận bài phát biểu với lời cầu mong sự quan tâm cho cuộc thảo luận này tại Liên hiệp quốc về thảm trạng hãm hiếp có thể giúp những người sống sót và các nạn nhân tìm được sự chữa lành và hy vọng và giúp thiết lập những cơ cấu vững chắc hơn để đưa những kẻ phạm các thứ tội ác này ra trước công lý. Tin Argentina Lễ phong chân phước cho 4 vị tử đạo tại Argentina Thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019, Đức Hồng y Angelo Baciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh sẽ đại diện Đức Thánh cha chủ sự lễ phong chân phước cho Đức cha Enrico Angelo Angelilli Caletti và ba bạn tử đạo tại Argentina dưới thời độc tài quân phiệt tại Argentina. Đức cha Angelilli Caletti sinh tại Cordoba bên Argentina năm 1923 và thụ phong linh mục cách đây 70 năm năm 1949 tại Roma khi được 26 tuổi. Cha ý thức ngay về tình trạng các khu xóm nghèo ở thành Cordoba. Cha làm tuyên úy cho phong trào thanh lao công và giới trẻ đại học. Năm 1960, cha Ancelelli được Đức Thánh Cha Joan 23 bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Cordoba lúc mới 37 tuổi. Và trong tư cách này, Ngài đã tham dự công đồng chung Vatican II. Trong khi đó, Đức Cha bị bãi chức vì lập trường bên vực những người nghèo khổ nhất. Năm 1968, Đức cha Angelelli được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận La Rioja. Tuy Đức cha được dân chúng và các tín hữu ngưỡng mộ, nhưng các nhà chính trị và các đại điền chủ ngăn cản công việc của Ngài. Ngày 4 tháng 8 năm 1976, trên đường trở về nhà sau khi cử hành thánh lễ tại El Camico, xe chở Đức cha do linh mục Arturo Pinto lái, đã bị một xe trên đó có ba binh sĩ, đùng và ủi xuống một vực thẳm. Nhà nước nói đó là một tai nạn lưu thông, nhưng 38 năm sau đó, năm 2014, sự thật được làm sáng tỏ, đó là một vụ giết người thực sự, chỉ vì sự bân vực của đức cha Angelili Caletti dành cho người nghèo. Án phong chân phước cho đức cha Caletti được khởi sự và tiến hành ở cấp giáo phận từ ngày 13 tháng 10 năm 2015 đến ngày 15 tháng 9 năm 2016 rồi được gộp với án phong của hai linh mục là cha Gabriel Longuville thừa sai người Pháp theo diện Hồng Ân Đức Tin, cha Carlos de Dios Murias, dòng Francisco Viện Tu và giáo dân Wenceslao Pedernera, người cha gia đình, ba vị bị sát hại hồi tháng 7 năm 1976 sau khi bị bắt cóc và tra tấn tại một căn cứ quân sự. Đức Hồng Y Tổng trưởng Angelo Becchio nói rằng Bốn vị tôi tới Chúa nói trên thật là các vị tử đạo. Trong một thời kỳ của giáo hội, sau công đồng chung Vatican II, ý thức rằng mình không thể im lặng trước những bất công xã hội. Bốn vị đã có can đảm bên vực các quyền lợi của người nghèo. Tin giáo phận Bà Rịa Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục của Đức cha Tô Ma Nguyễn Văn Trâm, Linh mục là chứng nhân của Đức Kitô phục sinh. Đó chính là tâm tình mà Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho gửi đến cộng đoàn trong thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh linh mục của Đức cha Tô Ma Nguyễn Văn Trâm, nguyên giám mục giáo phận Bà Rịa và là giám quản tâm tòa giáo phận Phan Thiết hôm 25 tháng 4 vừa qua. Hiện diện trong thánh lễ có Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa kết thúc kỳ họp lần thứ nhất năm 2019. Có Đức Hồng Y phê Rô, Nguyễn Văn Nhơn cũng như một số giám mục đã nghỉ hưu. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục, đại diện tòa thánh tại Việt Nam và Đức Cha Phụ Tá Tổng Thư Ký Bộ Loan Báo tin mừng cho các dân tộc. Để bước vào thánh lễ, Cộng đoàn cùng lắng đọng trong ít phút để nghe lại một chút về cuộc đời và nhất là hồng ân mà Thiên Chúa đã trao ban cho Đức Cha Tô Ma trong suốt 50 năm qua. Tất cả những gì tốt đẹp nhất đã đến với Đức Cha và Cộng đoàn Dân Chúa qua những lời chúc mừng của Đức Thánh Cha, của Thánh Bộ Truyền Giáo và của Đức Tổng Giám Mục Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Vẫn dí dỏm như bao lễ trước đây, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, Du Xe Nguyễn chí Linh nói với Cộng đoàn rằng, Đức Cha nhìn lên Đức Mẹ cứ tưởng như Đức Mẹ khóc, nhưng không. Đức Mẹ bãi dâu đã cười vì lần đầu tiên 50 năm mới có thánh lễ đặc biệt như thánh lễ hôm nay. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Du Xe Nguyễn Văn Khảm đã rất khéo và dễ thương, khi Đức cha Phêrô nói với cộng đoàn đừng kể lại cho Đức cha Tôma khi Đức cha mời ngài giảng mà dặn là không được khen. Đức cha Phêrô nghe lời là không khen, nhưng cảm ơn Đức cha Thomas vì Đức cha Thomas sống hiền lành và khiêm nhường. Đức cha Thomas đã cống hiến cho hội thánh và cắt riêng cho giáo phận Bà Rịa. Cảm ơn Đức cha như lời Đức cha Emmanuel nói và cảm ơn Đức cha vì Đức cha là món quà thật là dễ thương và trân quý mà Chúa ban cho giáo hội Việt Nam. Tất cả là hồng ân, đó chính là tâm tình xác tính cũng như lời cảm ơn của Đức cha Tô Ma gửi đến cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc với những tấm hình ghi dấu kỷ niệm ngày hồng phúc của Đức cha Tô Ma. Một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin lần sau